Chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Như quý vị thấy thì máy tu bi rất là phổ thông và phổ biến. Thì tu bi là một loại máy định hình cho những cái sản phẩm như là pano cửa nè, chúng ta cũng sử dụng là tu bi cũng có thể đánh được nè. Chân ghế chúng ta cũng có thể sử dụng máy tu bi đánh được nè. Hôm nay Thượng Nguyên giới thiệu đến quý vị một cái dòng máy rất cơ bản cho cái dòng tu bi mà nhà máy nào cũng phải cần có đến, đó là máy tu bi 2 trục. Mời quý vị, đây là máy tu bi 2 trục. Thì với một cái thương hiệu tay chan đến từ đây. Riêng một cái máy này thì như quý vị thấy là cái cốt của chúng ta có thể cao lên, mời quý vị xem và tham khảo. Như quý vị cũng thấy là hiện nay cái cốt của chúng ta dài maximum đến cái khu vực này là 140, nhưng nhà máy khuyên dùng chúng ta có thể gắn dao khoảng chừng 100mm là có thể đạt so với lại cái cốt này. Và như quý vị biết thì máy mới của chúng ta thì chúng ta lại luôn luôn lúc nào cũng có một cái thước độ ở vị trí này. Mời quý vị xem. Và riêng máy của tay chan thì lúc nào chúng ta cũng sẽ có một cái gờ ở vị trí này. Để chúng ta có thể sử dụng nhiều cái phần, ví dụ như chúng ta muốn làm cỡ để nghiêng sản phẩm của chúng ta như thế nào đó thì ta có cái thước này thì rất là dễ dàng sử dụng. Đó là một vài thông tin của máy tu bi 2 trục. Và bây giờ mời quý vị xem thao tác máy. Vừa rồi quý vị vừa xem thao tác máy, đó là những cái sản phẩm mà chúng ta đã đánh ra được từ trên cái chi tiết của máy tu bi 2 trục. Và máy tu bi 2 trục còn làm được rất là nhiều cho cái nội thất của chúng ta, nói về cái khâu định hình. Về ví dụ như quý vị có thể là chúng ta chỉ cần làm dao và làm gá thì chúng ta có thể chạy được rất là nhiều sản phẩm. Nói về định hình là chúng ta nghĩ đến là khu vực của tu bi, là cái máy đầu tiên để mà chúng ta có thể gắn dao, xét dao. Chúng ta đặt một cái dao kiểu định hình của phôi gỗ như thế nào thì chúng ta chỉ cần thay thế cái bộ dao đó, hoặc là chúng ta làm gá lại để cho nó chạy đúng theo cái phương hướng của chúng ta yêu cầu thì chúng ta sẽ đạt được ra cái sản phẩm gỗ như vậy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Thượng Nguyên và hẹn gặp lại quý vị vào video sau. Cảm ơn quý vị.